Rồi chào quý anh em nha, đang có cặp cùng rim thái HLP đem lên qua cho anh em, cặp cùng theo xe bán giá rẻ cho anh em luôn nha, nhanh gọn tiện lợi bán giá rẻ cho anh em về anh em xài cho nó ngon. Thì cặp cùng này cùng zin, cùng zin không có gì đặc biệt đâu anh em, nút đề là có cái nút còi là còn đẹp lắm nè, cùng này cùng zin nha. Đó, kéo em thì kia còn luôn rồi. Đây bên này là cùng xi cùng đề này, cùng đề thì mình tặng cho anh em dây ga zin luôn nha anh em, dây ga zin luôn nha. Đây GN5900 dây ga zin luôn, ok ha. Đây đây cộng dây ga này, nó dây ga zin nên em nhìn thấy nó có mã này chưa, hơi mờ chút xíu ha. Rồi GN5900 dây ga zin luôn nha, cộng dây ga zin này bán được 200.000 rồi đó. Đây cùng này HLP nha anh em, cặp cùng này đặt bán cho anh em mức giá là tính anh em rẻ thôi, bán cho anh em cặp cùng này mức giá là 700.000 thôi nha. Nút còn rất là đỏ nha anh em, bán nhanh thôi, nói chung bán nhanh cho anh em về để anh em bán lại có lời hoặc là gắn vô xe thì đều rất ok. Chức năng thì lên ngon lành cành đào nha, bao anh em luôn, chức năng là full chức năng nha, giá bán cho anh em 700 rồi, giá quá rẻ rồi, không có gì để nói rồi. Đó, anh em nào mà cần thì liên hệ với Đạt nha, giá 700.000 nha anh em nha, rất là rẻ. Rồi thì ngoài cặp cùng này, đây dây dắt là đầy đủ cho anh em nha, dây dắt zin đầy đủ cho anh em, về anh em gắn vô là xài liền, tặng cho anh em cũng dây ga luôn. Rồi bên này thì là một cái cùng HLP nữa nè, bên này có một cái cùng lẻ HLP nữa. Đây, cùng HLP lẻ này, cùng này thì tặng cho anh em cũng dây ga luôn, dây ga cũng dây ga zin luôn. Đây, cũng dây ga zin cho anh em luôn nha. Thì cặp cái cùng lẻ này đặt bán với 400 thôi, anh em nào lấy thì lấy luôn à, còn cái kia thì bộ bên kia nó 700. Đó, anh em nào lấy bộ nào lấy. Cái này thì lẻ có cái này mình bán nhanh cho anh em 400 HLP nha, cái này cũng còn đẹp lắm, căng luôn, mà không ai bán giá 400 như Đạt đâu. Thích thì mình bán chơi cho anh em vậy, anh em về thì anh em xài thôi. Giá cặp kia là 700, còn lẻ cái này là 400. Anh em lấy nào lấy nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Giá này thì quá rẻ rồi. Chẳng giờ không ai bán đồ rim thái để mấy cái này mà rẻ như Đạt đâu. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.